Ok, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền Calibre Bitcoin. Calibre Bitcoin sẽ hướng dẫn và tham gia chương trình iGrab nhận iGrab điện form nhận tốc hiệu CBD. Còn bán email trên một cái sàn la token nha tất cả các bạn. Khi tham gia các bạn nhận được khoảng 25 đô ạ. Còn nhiệm vụ rất là đơn giản, các bạn join hai kênh Telegram group nè, ba kênh Twitter thì các bạn phong và tweet tăng 3 người bạn nha các bạn. Các bạn lưu ý nha các bạn. Rồi các bạn điền địa chỉ email này bắt buộc nha các bạn. Username Telegram, username Twitter. Rồi link request Twitter, rồi các bạn profile link Facebook. Rồi username. Rồi username YouTube nha các bạn. Rồi các bạn bắt địa chỉ ETH20EC20 giờ mong gỡ gì video mình kết thúc. Này quá dễ, mọi thắc mắc không hiểu gì các bạn ở đây là comment dưới mình sẽ trả lời cho các bạn nha các bạn. Link YouTube của mình á. Này không bắt buộc thôi. Nhiệm vụ bắt buộc là những dấu sao nha các bạn. Các bạn làm từ đây xuống dưới nó kêu gì thì các bạn làm nấy nha các bạn. Vì rồi nha các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Các bạn nhớ cho mình xin một like và subscribe để ủng hộ kênh các bạn. Làm phi con nào về không được rồi bạn. Mình đâu có kêu khi nào đầu tư mà nó không về các bạn chửi mình thì cũng đồng ý. Còn này làm phi về không về kệ nữa các bạn. Nó về mà lâu hơi lâu nha các bạn.